Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh Chào các em học sinh thân mến Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Bài 6 Luyện tập tiết 1 Mở rộng vốn từ về cây cối Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài nhé Bài tập số 1 yêu cầu như sau. Kể tên các loài cây lương thực, cây ăn quả mà em biết. Ở đây các em hãy quan sát bức tranh. Đây là bức tranh vẽ cảnh đồng lúa. Và cây lúa chính là một loại cây lương thực đấy các em. Đây là mẫu. Từ đầu tiên nói về cây cối đó là cây lúa. Và cây lúa là thuộc loại cây lương thực đấy. Vậy ngoài cây lúa là cây lương thực ra thì các em còn biết các loại cây lương thực nào nữa? Các em hãy bấm dừng hình, suy nghĩ và kể tên các loại cây lương thực nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau quan sát, cô giáo đưa ra một số loại cây lương thực như sau. Cây thứ nhất đó là cây ngô. Cây khoai lang. Cây khoai tây. Cây khoai sọ cây sắn Đây là những cây lương thực vì những cây này làm ra những thực phẩm để nuôi sống con người Và chúng ta thấy ngoài những cây này ra còn rất nhiều các loại cây lương thực khác nữa Nhưng cô giáo chỉ nêu một số loại cây lương thực để các em tham khảo Vậy bây giờ chúng mình hãy quan sát bức tranh xem trong tranh đó là cây gì Đáp án của cô là trong bức tranh đó là hình ảnh cây hồng Cây hồng là một loại cây ăn quả. Vậy ngoài cây hồng ra, chúng ta hãy kể tên một số loại cây ăn quả mà em biết nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để suy nghĩ và trả lời nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau nêu một số loại cây ăn quả mà em biết nhé trước tiên chúng mình cùng nhau quan sát cô giáo nêu cây để chúng ta tham khảo như sau đó là cây cam cây cam là một loại cây ăn quả cây thanh long cây ổi cây nhãn cây xoài đây là một số cây ăn quả và các em lưu ý ngoài những cây này ra còn rất nhiều các loại cây ăn quả khác nữa nhưng cô chỉ giới thiệu một số loài cây để các em tham khảo thôi Cây ăn quả là những loại cây cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin, rất tốt cho cơ thể, cho sức khỏe của chúng ta. Do đó các em cũng cần nên ăn nhiều các loại hoa quả khác nhau để bổ sung vitamin cho cơ thể mình nhé. Như vậy qua bài tập số 1, các em đã biết kể tên một số loại cây lương thực và cây ăn quả rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: tìm từ ngữ chỉ hoạt động chăm sóc cây. Các em ạ, à, những từ ngữ chỉ hoạt động chăm sóc cây, chúng mình hãy suy nghĩ xem những từ nào là những từ chỉ hoạt động chăm sóc cây cối nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để suy nghĩ và trả lời nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau tham khảo một số các từ ngữ chỉ hoạt động chăm sóc cây như sau đó là tưới nước cho cây tưới nước là từ chỉ hoạt động chăm sóc cây trong đó từ chỉ hoạt động là từ tưới nhổ cỏ là một từ chỉ hoạt động chăm sóc cây trong đó từ nhổ là từ chỉ hoạt động tiếp tục từ bón phân bón phân là từ chỉ hoạt động chăm sóc cây trong đó từ bón là từ chỉ hoạt động Tiếp theo đó là từ bắt sâu. Bắt sâu cũng là từ chỉ hoạt động chăm sóc cây, trong đó từ bắt là từ chỉ hoạt động. Ngoài ra chúng mình còn rất nhiều từ ngữ khác chỉ hoạt động chăm sóc cây đấy. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nào. Bài tập số 3 yêu cầu như sau, kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột b để tạo câu nhiệm vụ của các em là phải đọc các từ ngữ ở cột a với từ ngữ ở cột b sao cho khi chúng ta ghép một từ ngữ ở cột a với từ ngữ ở cột b thì chúng mình sẽ tạo thành một câu hoàn chỉnh đầy đủ và có ý nghĩa đấy bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta đọc và nối từ ngữ ở cột a với cột b tạo thành câu nhé mời các em làm bài nào Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Từ ngữ ở cột A, đầu tiên đó là chúng em trồng cây thì chúng mình sẽ lựa chọn từ ngữ ở cột B nào để tạo thành câu nào? Chúng ta thử từ ngữ đầu tiên ở cột B đó là để giúp thành phố thêm xanh. Đây là một sự kiện hoàn toàn hợp lý với từ ngữ ở cột A đấy. Vậy chúng ta nối từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu như sau: Chúng em trồng cây để giúp thành phố thêm xanh. Tiếp theo từ ngữ ở cột A là ông quốc đất. Vậy chúng mình sẽ nối với từ ngữ nào ở cột B để tạo thành câu? À, chúng mình sẽ nối với từ ngữ ở cột B đó là để trồng rau. Và chúng ta đã tạo thành một câu đó là ông quốc đất để trồng rau và câu cuối cùng, chúng ta sẽ nối từ ngữ ở cột A với cột B đó là công nhân đô thị làm rào chắn để bảo vệ cây. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã nối được từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành ba câu đầy đủ, hoàn chỉnh và có ý nghĩa đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau